Mới lên trước có một tí mà dám lên mặt với chị đây á? Đi nhanh. Đau. Đau đấy. Biết thẳng rồi đấy nhá. Người ta đau thật. Dự án 1.000 tỷ như thế này có được không dễ dàng đâu. Chưa kể đến việc nếu biết chúng ta chú ý, chắc chắn tên Phong sẽ nhảy vào ngay. Ông cứ yên tâm đi, tôi lên phương án rồi. Chúng ta không thể tiếp tục ngồi yên để chứng kiến hắn ta quấy phá hoàng thổ được, gây biết bao nhiêu thiệt hại. Kể cả chuyện Linh nghỉ việc ở công ty, một phần cũng do hắn đó. Ông muốn tuyên chiến với Bách Hợp à? Để chờ xem lần này hắn ta tiếp tục nhảy vào hay không. Giờ cô đã biết ai là kẻ đâm sau lưng mình, ai là kẻ hèn hạ trong chuyện cô bị đuổi. Vậy mà cô vẫn yêu đương hắn ta một cách mù quáng. Một kẻ chỉ biết dựa hơi đàn bà để đi lên, không dám đứng ra để bảo vệ danh dự bản thân mình. Anh Phong, anh không thấy mệt mỏi sao? Cứ chạy đuổi theo người khác, đánh lén, đánh úp, mặc cho người ta có quan tâm đến mình hay không. Như vậy thì được gì? Đừng vì những thù hận không đáng mà đổ xuống sông xuống biển những gì mà mình đã gây dựng nên. Ít nhất là vì con trai anh. Nếu cô vẫn nghĩ công ty chúng tôi ăn cắp thì hãy kiện đi. Những kẻ thù đoạn giống như chúng ta thì tốt nhất nên làm việc cùng với nhau. Cuộc chiến này không thể dừng lại được nữa. Anh và Hoàng Thổ không thể đội trời chung với nhau nữa. Có những mối quan hệ biết trước là sẽ đem lại rắc rối, tốt nhất là hãy từ chối ngay từ đầu. Nếu tôi cứu cô, chắc chắn sẽ khiến tôi ân hận cả cuộc đời này đó. Thay vì để họ lợi dụng mình thì hãy biết biến họ thành quân cờ của mình. Em sẽ làm tất cả mọi việc để bảo vệ hạnh phúc của mình.